Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại Duy Minh đang đứng trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý cô chú anh chị. Thì trước mặt quý cô chú anh chị là một cái người anh nhân viên làm trong hoa viên, quý anh chị đang cắt tỉa cành lại cho những cái cây này nè quý anh chị, nó gọn gàng. Đó, cho nó gọn gàng chống quý anh chị. Thì bên trong thì cũng có một số bà con cô bác cũng đến viếng mộ của chú ha quý chú anh chị, và đang thắp hương. Chú rồi cho chú cắt xong cái con xin lấy mấy cái ấy nè, ra mấy cái kẹp à quý chú anh chị, mấy cái kẹp, ai kẹp trong đây quý chú anh chị, kẹp rồi được cho chú con lấy cái ha, mấy cái kẹp này của chị Hồng Ngọc mua nè quý chú anh chị. Giờ kẹp ở đây bữa hổm kẹp quá trời không có ở này nè, ai đâu mà kẹp ra ngoài đây không biết nữa, trời nhiệt tình luôn nè, mà không thiếu kẹp luôn. Phát hiện mấy cái kẹp nè, cái kẹp mà của sớm mà vì mình cũng mong cầm chai nè, giờ mấy hết nè. Kẹp của chị Ngọc biết đâu không, kẹp ở trong mấy cái cây. Ủa, ai kẹp trống không biết nữa, mà ổng cắt ra giờ mới thấy nè. Mấy ai gài luôn hả, mấy anh em mình phải đi kiếm từ cái đó. Giờ à, bỏ vô cái gỗ kẹp đó, vô gỗ kẹp mệt lắm, mệt lắm, gì nữa mỗi người một miếng. Chở gặp là không à, thỉnh lộc của chú ha. Ờ, có cô đây cũng mới đến nè. Chào chú ha, chú từ đâu đến chú? Ở đâu? Sài Gòn hả? Chú đi đến đây với ai? Bà xã ha, dạ. Đây là lần đầu tiên mình đến hay là mình đến nhiều lần rồi chú? Dạ. Lần đầu tiên. Vì là con chắc chú rất thấp hơn bên nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rồi hả? Dạ. Ý là chú qua thắp hương cho chú Linh bên đó chưa? Dạ. Thì lần đầu tiên chú đến mộ của chú Linh nè, chú cảm giác như thế nào chú? Dạ, thôi chúc hỏi cô nha, để cho cô cúng, tại cô đang cúng cho nên mình cũng không dám là gần quý chương trình. Để cho cô cúng dân giái một cái. À, bên trong đây là mộ của chú Linh nè quý chương trình. Đó, mặt sau đây thì bà con có thể thấy nè, có những cái câu từ và cái hình là cái hình đó là cái hình mà đại diện thumbnail từ khi mà chú mất là Duy Minh đã để cái hình ảnh thumbnail đó của chú, cũng như là Duy Minh muốn gợi lên là cái hình ảnh khi mà mở video lên là bà con cái đầu tiên nhất là bà con nhìn được cái hình ảnh của chú để gợi nhớ đi cái tình cảm yêu quý của bà con cô bác đã dành cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cho dù cái gì cũng vậy, Duy Minh cũng đều gắn cái thumbnail này. Mà thật đây là một cái điều là rất là bất ngờ, khi mà đến khi mà cái giây phút cuối cùng của những cái ngày mà làm mộ thì mình không ngờ rằng là mình lại trùng hợp như vậy. Trùng hợp là cái hình ảnh mà Duy Minh chọn để làm thumbnail thì lại được bên gia đình lựa chọn làm cái hình trên bia mộ mặt sau của chú. Đó, quý chú vậy, đây là một cái điều là Duy Minh giống như là thằng giao cách cảm như quý vậy. Mình nói này hơi quá chứ thì mình nói cho nó vui ha quý chú chị. Đó. Không nghĩ là như vậy luôn, mình nhiều cái mình còn có nhiều cái nó trùng hợp một cách là rất là bất thường luôn quý chú chị. Còn cái hình lớn ở trước mộ bên kia đây thì mình dung to là thì mình cũng vô tình để ở trước, thì mình lại bất ngờ lại nhớ lại là cái hình đó là cái hình để ở mặt trước của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì Duy Minh lại đợi di chuyển cái hình đó là ở phía trước. Sau khi một đêm anh yêu không có ở đây, Duy Minh lại ra cái ý tưởng là để hình ở trước đó cho nó gọn gàng. Cái thứ nhất là tránh ánh nắng, cái thứ hai là bà con có thể là cũng như né qua một bên chỗ cái nơi mà mộ của phía bên kia đó, và được để hình bà con có thể là nhìn ở mặt trước mặt sau luôn. Nó đây là những cái điều mà phải nói trùng hợp rất là tự nhiên theo quý chú anh chị. Ở đây thì những cái huy chương vàng của chú thì Duy Minh cũng xin đọc lại cho bà con biết ha. Đây là giải thưởng
năm 1991, huy chương vàng chuyển vọng Trần Hữu Trang. Đó. Vai là Vịnh, là vở là Hòn Vọng Phu. Đó. Năm 1995 thì huy chương vàng xuất sắc giải Trần Hữu Trang. Vai là Nguyễn Địa Lô quý anh chị. Nè, Nguyễn Địa Lô. Đó. Và trong vở là Bức Ngôn Đồ Đại Việt quý chú anh chị. Còn cái năm 1979 thì chú được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, vợ diễn là tiêu biểu như là Vũ Áo Bụi Đời, Quay Sơn Xì Ke, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Quay Lương Sơn Bá, Sa Phu Đi Sứ, Quay Trịnh Ngọc Đường, Giang Sơn Mỹ Nhân, Quay Ngô Phù Sai, Sang Hậu vai là Động Kim Lăng, Cô Đồ Hát vai Liêm, Ngụ Tự Tư Phạt Sở, Quay Ngụ Tự Tư. Đó, quý chị, nhưng mà ở đây đó là Diễm Minh thấy còn hơi thiếu một cái điều gì đó. Diễm Minh nghĩ rằng là chắc trong đây là hơi gia đình chắc là ghi gọn hay sao á, chứ đúng ra là năm 1995 á, chú là đạt huy chương vàng diễn diễn viên, hai chữ diễn viên xuất sắc giải Trần Hữu Trang, diễn viên nữa quý anh chị. Đó, có hai từ đó là Diễm Minh có đọc qua một cái tờ báo rồi, Diễm Minh có tham khảo hồi lúc trước. Khi mà Diễm Minh đến đây chia sẻ đại mẫu chú là Diễm Minh cũng tham khảo về cái những cái vở tuồng của chú mà đạt và huy chương vàng đó quý chú anh chị. Đó là Giai Viễn, chú đạt huy chương vàng diễn viên xuất sắc giải Trần Hữu Trang, vai Nguyễn Địa Lô, vở Bức Ngôn Đồ Đại Việt đó quý chú anh chị. Thì chút lát nữa đây thì Diễm Minh cũng xin bật mí cho bà con cô bác sẽ có nhiều điều là diễn biến ra nơi đây. Cô đây là khẳng giấy rất là lâu quý anh chị, nãy giờ mà chưa xong nè. Nhưng mình định hỏi cô, cũng dán cô để hỏi thăm về cái tình cảm của cô chú, để mình để sửa cái này lại cho cô thân Kim Huệ ha. Hôm trước là Duy Minh nghe nói á, thì chiều nay cũng có là cái đây từ bất ngờ, chiều nay là cũng có nhiều cái bất ngờ lắm quý anh chị. Đó, sẽ có những cái hình nè, những cái món đồ cúng rất là thịnh soạn và nó rất là đẹp của một vị khán giả, phải nói là tâm đắc nhất luôn trong mẫu chú. Và có những cái chào chị, chào hai chị ha. Hai chị đến từ đâu chị? Long An. Ở Long An hả? Ủa mình đi lên đây với ai chị? Gia đình mình đi cho mấy thành viên. Ồ, đi đông hết gia đình luôn hả? Vui vậy hả? À, chào chị. Chị đến từ Long An hả chị? Chị Hai hả? Chị Hai ở đâu chị Hai? Long An. Chị em mình đi gồm mấy thành viên? 8 người lớn. 8 người lớn hả? Vậy là mình đi xe 16 chỗ hay sao chị? Đi xe có 7 chỗ. Gì hả? Đi 8 chỗ mà chở mấy đứa nít ha. Dạ. Người mấy người luôn, tính nít luôn mười mấy người luôn ha. Dạ. Ồ. Chị tính ra không mười mấy người luôn. Dạ, giám đốc chở. Ủa mình đi như vậy vậy lỡ con gặp công an nó phạt không vậy? Cũng không sao ha. Dạ. À, chứ là người lớn thì không là đủ ha. Dạ. Mà nghĩ lên đây thắp hương rồi độ chú độ chắc đi đến nơi gì tỉnh trốn. Yeah. Ủa mình Long An mình ở ngay ở chỗ nào chú? Phường 6 là thị xã Tân An luôn hay sao? Thành phố Tân An luôn ha. À, đây là lần đầu tiên mấy chú với mấy chị đi lên đây hay sao? Lên lần đầu tiên luôn hả chị? Thì lần đầu tiên đến đây thì chị có những cái cảm xúc cũng như cảm nghĩ gì có thể là chia sẻ cho bà con cô bác ở quê mình được biết không vậy, khi mà lên đây thực tế á? Sao chị? Biết nói gì? Thì dạ. Thăm mộ cậu thì tao mắt thì buồn lên đốt nhang nhỉ? Dạ. Và cái điều đầu tiên khi mình đốt nhang mình thắp hương mình có nguyện giái gì không chị? Dạ. Đây là thật, phải thật tâm nha. Thật tâm mà. Thật tâm. Thì mình cứ nói theo trong ý nghĩ trong lòng mình nghĩ sao mình nói vậy thôi chị. Dạ. Em hồi nhập lên là chạy à. Vui như nhập chạy thôi chứ không rồi có nghe không? Alo. Dạ.
Dạ, vậy chị ơi, em đang quay chị ơi, có gì em đang sao không chị? Em thấy rồi, em thấy rồi. Nói đi, lên co cho gì vậy? Vì Minh vlog chú. Vì Minh hả? Vì Minh vlog. Dạ, chắc có xem em không? Chắc cũng có xem ha. Đúng hả? Không biết, nay biết rồi. Nay biết rồi, nhớ đăng ký em nghe chị. Ừ, lấy ra làm luôn đi. Hồi ấy lên đi. Chị mở YouTube lên đi em chỉ cho. Đâu có rành đâu, nãy em kêu. Chị mở bên YouTube đi, vô YouTube đi rồi em chỉ. Dạ. Nó có mạng không? Có. Đây có mạng phải không? Có mạng rồi. À, đâu thì rồi chữ cái rồi. Vì nè chị nổi lên nè. Đó. Đăng ký nè chị. Đó. Vô rồi đó, vô chuông nè. Này như các bạn nè đó. Đó, đang chiếu luôn đó. Trực tiếp hả vậy? Dạ đang công chiếu. Ấy bữa nay ngày mai mới có. Không, chút xíu là có luôn. Chiếu có luôn. Dạ. Chiếu luôn. Đó, đang công chiếu quá. Nói chị đang công chiếu quá. Đó, chị Việt Kiều Mỹ á, chị lên chị hát hồi nãy đó. Duy Minh hả? Dạ. Rồi đăng ký giùm em luôn chị. Lên hát cái đó hồn ca cổ hay lắm. Ca cổ hay lắm hả? Rồi đẩy từ từ là chị hát à, mình hói vậy là chị không hát. Ngồi đó. Em khán giả đây nè, em để ý nha. Tự nhiên á là dạ. Dạ đúng rồi, chị bấm cái đó đi. Có hình gì không? Có hình nên em để. Dạ. Rồi chị bấm như dạ mua 5 gram thôi để bấm chị Duy Minh vô rồi chị Duy Minh thôi đem hình vô á, đem hình vô Duy Minh đó chị, đây nè bấm vô rồi đây đó nè, bây giờ đăng ký nè chị, đó đăng ký rồi đó. À, bấm vô đây là nếu chị bấm một cái chuông là thông báo nè. Rồi nữa. Rồi, vô đó coi rồi. Xe cẩu lại làm gì? Thôi giờ mình coi coi mua lớn không ta, không mua may không ta? Hình như em thấy mua may chị ơi, có một cục may đây à? Không sao đâu. Dạ, không sao cục may. Hồi sớm giờ cái mấy cục may sáng giờ ba có ba bốn cục may rồi đó. À trời là chống lỏng luôn nè quý chú anh chị, nhưng mà có cục may chứ ở trên. Đó. Người tay chân bao à. Chút đi Minh. Dạ, giờ mấy tấm này giờ vô trong tí xíu đi. Đâu, tôi cầm được không? À. Chị cầm chị đi theo. Ừ. Giờ vô chơi cho chắc ăn đi. Ờ giờ vô xích vô đây nè. Cái ừ. Chị đứng xa ra chị tôi quay. Quên nữa. À, đây rồi. Ừ, đó, rồi tấm kia nữa. Má, nó nới vô chút gì đó cho nó đừng. Đó, mưa lớn rồi thấy chưa? Thôi, đi vô, đi vô. Cái bông để ngoài để cho mưa tươi, có gì đâu. Mấy tấm hình này nè. Ừ, mấy tấm hình này giờ xích vô xong đi cưng. Để hồng mưa quá cái mình làm không kịp. Mưa bay. Để mấy tấm hình ở ngoài được rồi. Gom mấy tấm hình ở ngoài được rồi. Mua may dựng vô đó đi học. Ờ dựa vô đó cứ. Ờ đó. Dựa qua bên đây lại nè. Dựa qua hình cậu lỡ luôn đi, lỡ dựa vô đó đi. Dựa cặp vô đó kìa Minh. Ờ. Đó, đúng rồi. Nới nới vô đi Ngọc ơi. À. Ừ, nới vô xích vô trong chút cưng nữa. Vô Ngọc vô trong chút. Ừ, cho nó đừng ướt. Vậy chứ nó cũng xéo xéo vô hơn vậy nè. Ừ. Xéo xéo tới đây. Nè cũng văng vô tới luôn nè. Nắng rồi.
chị chứ ồ xuống mưa cái mình ấy không kịp rồi coi nó rồi nắng lên rồi nắng lên rồi nắng lên rồi nắng lên rồi em nói mà nói chờ ấy mà mua may mà tại mình nắng nắng cái mua may rồi có mấy cục rồi quý vị từ sáng giờ là hồi sáng giờ là ba cục rồi đó nghe quý vị ba cục may trên đó cứ mua tí xíu cái nghỉ mua tí xíu cái nghỉ đó mấy anh em mình giờ vô phía trong tí xíu đó cho khỏi phải mua là được giờ mua không có tạt nghe quý vị đó bà con vẫn được ngắm hình luôn nè đó yêu cầu là mua lát cắt như vậy là được rồi bên trong là không có tạt là được rồi. Đó. Thôi mình tạm ngưng ở đây ha quý cô chú anh chị à, đợi chút xíu nữa là sẽ có những cái mà gọi là bí ẩn cho quý anh chị xem ha, những cái mà gọi là những cái gì để mình không có tiết lộ để đây cho bà con cô bác ha xem ha, đợi tí mình sẽ mở lên. Vâng quý cô chú anh chị ơi, hình như là ai đến đây đó, chị Loan đến quý cô chú anh chị. Đây là Phương mình mua cho Phương mình mua cho cô Yến Đòn hay quý anh chị, và hai cái viên kẹo này sô cô la này, miếng kẹo sô cô la đó chị Thanh Loan nè, chị Thanh Loan quý anh chị ơi, trời ơi đó hả à. Anh đâu rộng luôn hả? Gì hả? Rồi. Giống nghệ sĩ quá luôn. Nghệ sĩ thì trang kìa. Không nhận ra luôn. Trời rồi, chị Loan dẫn ca sĩ tới hả? Con của anh rồi. Nè, gửi cho anh nè, cô Yến Đòn nè. Anh cầm cho coi. Con anh đó hả? Ủa đâu cái thấy con anh hả? Rồi cầm giùm coi. Cái này là đâu có thằng nhỏ kia đâu ta. Con trai, lỡ chú Biểu. Có bánh. Con trai ơi. Ui. Con của mình đặt ngố không? À không phải. Con chị Tiên. Không phải. Gì? Chị Tiên. À con đặt, mình bữa nay không có dẫn theo. Không có theo thì anh cứ chịu anh em về, anh để trong cái thùng đá. Mày là gì? Của con của đặt ngố này với của anh nè, sô cô la ở Pháp gửi gì à. Của cô Yến Đòn từ bữa giờ cô gửi cho mấy đứa nhóc hả? Ừ à. Thôi chia cho nó đi rồi thôi mình nè, anh cầm nó đây chút xíu, anh để trong thùng đá dưới ấy luôn. Cái này chia sao? Lần cái hả? Ừ à. Cho ăn thử biết cái mùi sô cô la ở Pháp với người ta. Còn chị Nhi mới về à. Em mình mua sẵn để chiều mình thắp hương giùm cô Yến Đòn cũng vậy. Cô có sư cô tụng kinh với chị. Đây nè, thấy rồi. Chị ha. Chú Tiểu. Ủa cô Loan lên nào hả? Cô lên nào hả? Lên nãy giờ con. Gì vậy? Hả? Gì hả? Dạ. Chị trời đi như gì hả? Để con dẹp cái này cái. Ủa chị Loan mang cái gì lên mà thấy hoành tráng như vậy? Hoành tráng mang gì vậy? Trà đào. Ông này bữa đó lên nè. Đó, mình mua bơ nè, qua làm gì ok nè. Bông đâu? Mày nhà mình làm hả chị? Không có đâu. Cái này thì chị đặt nè. Chị đặt hả? Phủ đâu có không? Để chị có đem lên đây cúng cho một lần. Không có
Múc có mà đây nè. Ồ giống ca sĩ dữ hả? Giống ca sĩ quá anh ơi. Thầy chỉ cũng là trong nghệ thuật mà. Mỗi một ly một giá thôi. Cô giáo dạy nhảy đó. Nhảy mà đều có tan mà nó nhất. Đúng rồi đó, hai đứa một đồng thanh đó. Nói gì gì Lân? Nó nói vậy. Cái này là cốc tay. Mỗi người cuộn tay đi cho nó lẹ nè. Rồi xong xuống dưới đi. Mỗi một ly một giá nè. Em cầm cho anh làm đây, đi. Đây. Đi đâu nữa nha. Không đi đâu nữa cũng không đi đâu vậy. Tháo ra vậy tháo ra đúng không? Tháo ra không đi. Đúng rồi, tao làm cho lẹ cho. Cẩn thận nha. Cẩn thận củi lửa. Kéo xa nè, củi lửa cẩn thận bỏ đá đi, củi lửa nhìn đẹp luôn. Ủa nay chị lên đó hả? Chị lên sáng giờ hả? Không cần mới lên cấp tiền. Ủa mới lên luôn hả? Chị lên chốt cơm chừng nửa tiếng này đó. Dạ dâu. Tại vì ngon không? Mấy đứa này nó cứ nó chơi làm cho mình hồi hộp hoài, nó là tháo lạp hồi hộp hoài. Nhớ là một ly mấy cục chị thôi không nhiều. Cái chị cỡ đi ngang qua nó bị tháo lạp á. Giá duy nhất cho em là được rồi. Không chị cỡ đi ngang qua nó bị tháo lạp á. Nó cũng hồi hộp, đau một mét rồi lấy hồi hộp. Đúng rồi. Chị cỡ đi ngang qua cũng hô tháo lạp. Ngày xưa cái thấy cỡ đi vô kêu là kêu là cẩu lạp, bây giờ tháo lạp. Hát mộ. Hát mộ. Ủa đâu có bỏ sao? Ủa đó người ta cẩu nè. Ủa chắc rồi ngon hơn. Đám mê mê vô đây nè. Đám mê với đồng phạm đó. Ủa đâu rồi cái đám mê nằm đâu? Đây nè, đây nè. Không sao, không sao, để chồng ăn cũng ngon. Không sao, để chồng ăn cũng ngon. Nhiều dữ vậy hả? Rồi chắc không phải vụ này nè. À, nhớ cái video mà ok này để luôn đi. Ông Linh Tâm hát mà ổng với ông Hồn ăn chùm me không? Dạ. Trời ơi, coi cũng lộn rồi cái ổng luôn cái thiệt đó chứ. Người ta hát mở dưới ông Hồn ăn me. Ok. Cố tình ông ăn me. Baby. Ủa cái đây nữa hả? Hồi nãy anh ăn bánh tầm với khoai mì ha. Bây giờ anh uống nước này nữa là ok. Em không với cái muỗng luôn nha chị. Rồi. Đó quý cô chú anh chị. Bây giờ thì à, chị Lon chỉ có đem à, mấy chục ly nước trà dâu. Ủa này gì kêu con gì em? Này kêu con gì? Trà dâu với đá me. Sáng qua cô lên không thấy nêu nêu. Qua cô trà dâu với đá me. Cà xuống sờ nữa. Cà xuống bỏ luôn hả? Cà xuống lấy nước ra xong rồi. Trời ơi cái ống này bự dữ người ta. Chắc hồi đó giờ mình không uống trà sữa nữa mình không biết cái ống bự trà bá gì. Mỗi lần mỗi cô lên là vui ha. Không biết uống trà sữa uống vô là đi chơi liền. Khách đổ rồi hả? Khách đổ rồi hả? Khách đổ thôi vậy được rồi. Rồi bưng lên bưng lên bưng lên. Đang đổ nha. Quá ghê quá. Coi chừng cẩn thận nha đội bạn. Ở đây cũng chị lộ này đi với ai ta? Ủa sư này như anh thấy quen quen. Như sư này ở Tụng ở bên Cát nha. Đó, quý cô chú anh chị ơi, thì bên trong rồi chị Lon lên dưới không biết chị này là chị gì đây, chị là sao với chị Lon chị? Chị là bạn ha. Dạ nay đi đến đây để là mua những ly nước đến cúng cho chú ha anh. Giờ mình cũng mộ sĩ Linh đó. Dạ hồi trẻ nhỏ mình coi rồi. Dạ bữa giờ anh có đi lên đây lần nào chưa anh? Chưa mấy lần đầu. Mấy lần đầu đi chung với chị Lon ha. Này quý quá. Mình đi gồm mấy thành viên anh? 6 thành viên. 6 thành viên ha. Xong rồi mình cúng xong tí xíu rồi mình sẽ đi đi về nhà luôn ha. Dạ. Anh vô trong chưa? Vô trong thắp hương chưa? Dạ dạ. Ở bên trong thì có sư quý chú anh chị. Anh vô trong này đi, nhận cái giống đi. Nói sư rồi đang
Cậu Năm biết cái kênh này kênh gì không? Kênh này nè. Địa Tạng đó con. Cái của chị Hồng Ngọc á, ai thỉnh đây là cũng được. Ừ. Để là một quyển ở đây. Cô lấy một cuốn. Dạ. Về con photo cho bự ra con mới đọc được. Đúng rồi. Nên nó chia làm là ba phần á. Con về con rửa ra cho to cho mẹ đọc thì tốt lắm. Dạ. Khi mà mình hạ thế rồi mình có đọc những cái lời này qua rồi một lần là nhẹ nhàng lắm. Dạ. Ừ. Còn Địa Tạng. Địa Tạng Quân nè quý vị. Câu này là quý vị. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát Chí Tâm Quy Mạng Lễ. Nó quý vị rất là nhiều ha. Một ngày có thể là đọc dài trang. Đó. Ngày đấy mình đọc dài trang từ từ ha quý vị. Nó đọc nguyên một cái một chắc không hết đâu. Phẩm thứ nhất, Phật Hiện Thần Thông. Ta nghe như thế này: một thợ nọ tại cung chờ đao lợi Đức Phật quỳ thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thiết bất khả thuyết, tất cả như Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở người phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ở, phải ở trong đời ác ngủ, trượt mà hiện sức, đại trí huệ thần thông, chẳng thể là nghĩ bàn để điều phụ chúng. Sanh can cường làm cho chúng nó gõ, pháp phổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thì giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn quần mây sáng gỡ lớn như là quần mây sáng gỡ đầy đủ, quần mây sáng gỡ đầy từ bi, quần mây sáng gỡ đầy trí huệ, quần mây sáng gỡ đầy bát nhã, quần mây sáng gỡ đầy tam muội, quần mây sáng gỡ đầy khiến tường, quần mây sáng gỡ đầy phương đức, quần mây sáng gỡ đầy công đức, quần mây sáng gỡ đầy quy y, quần mây sáng gỡ đầy tan phán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết quần mây sáng gỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng quy diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. 2. Trời gồng hợp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng quy diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hằng trời gồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi là nước phương khác cũng đến là họp hội. Hội họp nơi cung chờ Đao Lợi như là chờ Tứ Thiên Vương, chờ Đao Lợi, chờ Tu Diệm Ma, chờ Đấu Xuất Đà, chờ Hóa Lạc, chờ Tha Hóa Tự Tại, chờ Phạm Chúng, chờ Phạm Phụ, chờ Đại Phạm, chờ Thiểu Quang, chờ Vô Lượng Quang, chờ Quang Âm, chờ Thiệu Tịnh. Chờ Vô Lượng Tịnh, chờ Biến Tịnh, chờ Phước Sanh, chờ Phước Ái, chờ Quảng Quả, chờ Nghiêm Xuất, chờ Vô Lượng Nghiêm Xuất, chờ Nghiêm Xuất Quả Thiện, chờ Vô Tưởng, chờ Vô Thiền, chờ Vô Nhiệt, chờ Thiện Kiến, chờ Thiện Hiện, chờ Sắc Cứu Cánh, chờ Ma Huê Thủ La, cho đến chờ Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các là chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như là thần biển, thần sông, thần gạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thằng lúa mạ, thằng chủ ngày, thằng chủ đêm, thằng hư không, thằng trên trời, thằng chủ ăn uống, thằng cây cỏ, các vị thằng như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở là gọi Ta Bà cũng coi nước phương khác, như ác một quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai nạn quỷ vương, thành bệnh quỷ vương,
Nhiếp Độc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phúc Lại Quỷ Vương, Đại Ái Kính Quỷ Vương, các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Nghe những cái lời này quý anh chị làm như mình muốn có một cái gì đó gọi là cái sức hút rất là mạnh liệt của quý chú anh chị. Để Duy Minh đọc thêm một đoạn nữa cho bà con tham khảo ha, rồi Duy Minh từ từ sẽ mai mốt sẽ đọc những cái này. Đức Phật phát khởi này quý chú chị. Để Duy Minh cắm cái này ra tí xíu. Đây. Ba là Đức Phật phát khởi nè. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Quân Thù Sư Lợi Pháp Quân Tự Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi tất cả những chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ, thằng đó ở trong thế giới này cũng có thế giới khác, ở trong quốc độ này cũng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Phân Thù, Ngài Quân Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của là con để là tính điếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Quân Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hãy con, hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của đài nghiệp của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thở kiếp lâu xa đến nay, hạt đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Quan Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng chí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thờ tin nhận tiền, nhận liền. Con an tiểu quả thanh văn, chờ rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau. Dầu như nghe lời thánh Phật của lời Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lại văn đi nữa, cũng chưa khỏi bị sát hủy bán. Cũng mong Đức Thế Tôn nói rõ hơn, nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hành gì lập nguyện mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo Ngài Quan Thù Sư Lợi rằng: quý như là bao nhiêu cỏ cây, lùm gừng, lúa, mè, tre, lao, đá, núi, bụi, bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên, cứ một hoặc là một sông gần, rồi cứ cố cát trong mỗi sông gần, một cột hát, một hồ cát làm một một cõi nước, rồi trong một cõi nước, cứ một bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp, đều đem nhiều kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Quân Bồ Tát chứng quả thì thập địa. Cái kinh này á đọc càng ngày còn lôi cuốn quý chú vậy, phải nói là có một cái sức hút rất là mãnh liệt mà ý nghĩa rất là rộng lớn luôn quý cô chú anh chị ơi. Vì mình càng đọc nghe thấy càng thấy phái, tại vì mình vô đây đọc một đoạn cho chú nghe. Bên đây thì Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Quan Thù Sư Lợi, ai thần thệ nguyện của là Bồ Tát đó không thệ nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc là chiêm ngưỡng, quái lại, hoặc là xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thờ người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi vĩnh viễn, chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Còn mình nghe mình đọc mà mình cứ lôi cuốn mình nữa như vậy, rất là hay luôn, là mình hiểu đây là những cái ý nghĩa rất là sâu xa và rộng lớn quý chú vậy. Thôi mình nghe đọc mà chú lại đây chú nghe mình nữa kiểu như vậy à, thấy không? Đó. Chào chị Nhi ha. Chú mà nếu là chú về thì nghe kinh này để con đọc cho chú nghe ha. Trưởng giả tự phát nguyện nè: này Quan Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết khiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tự. Lúc đó trong đời của Đức Phật
hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Hoàng Hạnh Như Lai. Trưởng giả tự thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước, trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Hoàng Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tự rằng muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ phát độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Nay quân thù sư lợi, trưởng giả tử nghe xong là liền phát nguyện rằng từ nay đến là tộc số chẳng thể là kể thiết. Ở đời sau tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài. Đó, quý vị càng nghe càng cuốn hút mà càng muốn đọc, quý đúng vậy. Alo. Ủa ai mà điện rồi? Ai điện mà không nghe máy quý chị? Kế tiếp để Duy Minh đọc thêm hé một đoạn nữa, càng nghe càng cuốn hút quý chú chị ơi. Cái kinh này mà hay quá, do là mình chưa biết đến, chưa khám phá được những cái kinh mà phải nó rất là hay. Đây là những nguyên kinh mà hồi hướng cho chú, là Duy Minh nghĩ rằng là đây những kinh thuyết pháp quý chú chị. Đây là những kinh thuyết pháp để Duy Minh đọc cho một đoạn cho chú nghe nữa ha. Nhiều phương tiện làm cho đúng cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bở ở phước ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Hoàng Hạnh Như Lai, ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết khiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Quyển thứ năm nè quý vị, Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ nè. Đây là phải nói là để Duy Minh đọc một cái hồi cho chú nghe ha. Lại thợ bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Hoại Lại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời lượng pháp tượng pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chướng phước sâu dài, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường là theo hậu. Vậy bà mẹ của người mê tín tà đạo thường là khinh khi khôi ngôi Tam Bảo. Thở ấy mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời thương phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho là bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thằng hồn xa đọ vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều lò hương tha cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa pháp thờ Đức Phật Giác Hoa Tịnh Tự đó. Tại vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại vương đắp ẻ hoa dung đủ cách tôn nghiêm. Càng đọc càng nghe thấy hay quý chú chị ơi. Ở ngoài kia thì cũng có một vị sư đang tụng kinh quý chú chị. Mình càng đọc càng thấy hay á quý chị, rất là hay luôn. Kinh này làm như là kinh thiết pháp quý chú chị ơi. Bà con có thể để lại những cái comment cho Duy Minh ha, lỡ đọc và đọc thêm nữa ha quý chú chị. Thánh nữ chiêm bái tượng gỗ là Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì người mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng gọi mẹ tôi sanh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi giơ lại trăm nghìn tượng Như Lai mà lòng là quyến liếng mãi.
mình đọc này mình muốn khóc muốn gì. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo gần: thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có ai bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho người biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bảo gần: đức thằng nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết. Đâu để hỏi cho gọi mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào. Cho nên không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ, giác hoa định tự tại quân Như Lai, mà người đương chiêm bái đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xẹo xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi xin đức phật xót thương bảo ngay cho gõ chỗ khác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất, Đức Giác Hoa Định Tư Lai Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng. Sao kỳ quá quý anh chị, càng đọc càng hay á quý anh chị ơi, càng đọc càng hay. Dường xong ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thờ ngươi sẽ biết chỗ khác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay chặn niệm danh hiệu quả của đức Giác Hoa Định Tự Vai Lai Vương Như Lai chạy suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều là thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy bão bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cũng gái số nhiều. Gì con? Cái này túi chưa con? Sao con? Cái hoa này túi chưa vậy đúng? Chưa con, cứ gọi con, ở đây cái túi đồ có nước nè. Đâu tới đâu không rồi? Xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số người đến nghìn muôn thọ chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ giả so hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tai nhiều mắt, nhiều chân nhiều đầu, găng nanh chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn giường gơm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội túm quất đầu chân. Người tội lại hình chẳng ngu, thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: hai thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là từng biển thứ nhất ở là phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt đó địa ngục, thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức khoai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng quả là các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở là cõi Diên Phù đời mới chết trong khoảng 40 năm 9 ngày không người cởi tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được là nhân lành nào cả, vì thế nên là cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải tội qua biển này. Cách biển này người muôn do tuần 14, và phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự sống khổ trong đó càng chọi hơn.
Trời ơi quý chú anh chị ơi, cái này càng đọc càng càng hút, thu hút quý anh chị. Đó là liều, đó là nghiệp nhân xấu xa, đó là ba nghiệp mà cẩm rời ra, chồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh Nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng địa ngục ở đâu. Vô độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến là số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác. Wow quý chú chị, bên đây thì mọi người đang làm gì đó? Ở đây thì có mọi người đang chắc như mình phải thỉnh một quyển kinh này về quý chú chị ơi, đọc rất là ý nghĩa luôn. Và đây là một quyển kinh theo như Vinh Diêm nghĩ rằng đây là quyển kinh thiết pháp quý anh chị mà Diêm Vinh cần đọc. Dạ chào cô. Cô đâu đến cô? Cô ở dưới cộng 4 á. Cộng 4 hả? Cô biết con hả? Biết, đêm nào cũng bắt tivi cô coi. Vậy con hả? Với cháu. Dạ à, cô cũng muốn đi không về nè. Dạ. Thời gian đi về đến nay cô bắt xe gác cô lên. Dạ. Cô về cô về. Dạ, cô về không? Con đọc rồi cô. Con thấy đi. Con đang đọc cái kinh này là cái kinh hồi hướng cho chú. Mà con càng đọc nó càng, con tính đọc thử một trang thôi, ai ngồi đọc hồi mười mấy trang luôn. Bắt đầu hoài đúng. Dạ. Nó cứ thu hút con vậy đó. Gặp Miu rồi cô đưa gói thuốc cho Miu. Thuốc gì cô? Gói thuốc ba số. Dạ. Hấp ma dùm cho cô. Dạ. Đối dùm cho cô. Cô mua cây bánh trứng 5 năm nữa thôi chứ cô. Dạ. Giờ cô về. Dạ, có cô người dân ở đâu cô? Cô là dân Kiên Giang. Dân Kiên Giang nha. Cô lên trên này cô làm trên chục năm rồi, là cô làm, cô ở dưới cộng bố. Cô đi làm. Về cô mới làm rồi đó con là. Dạ. Cô mến mộ anh Năm hồi lúc còn trẻ là. Dạ. À, con cảm ơn cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Ồ cái quyển kinh này quá hay quá, cô có thỉnh cái kinh này gì không? Cô kinh này được thỉnh á. Dạ đọc hay lắm, ý nghĩa. Con chúc con làm YouTube phát triển. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha. Cô thấy con là dễ thương lắm. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Cô bữa nào tối cô cũng rảnh cô bắt TV. Dạ. Cô coi kênh của con hết trơn. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Nhưng mà nha. Cô không biết bấm like ở đâu, coi TV ở đâu bấm được đúng không? Dạ. Đâu biết đường bấm không? Dạ. Để coi cho trong điện thoại mới biết đường bấm. Dạ cô bấm đi, cô bấm đi, cô chỉ vô cho. Cô biết bấm không? Đây là một người cô ở là Kiên Giang quý anh chị. Cô bấm qua YouTube đi. Cô có mở máy lên đi, cô bấm cho. Con chào chú nha. Chào chú. Ngày nào cũng bấm tươi. Dạ, chú từ đâu đến hả chú? Ở Bình Dương. Bình Dương hả? Chú lên đây là mấy lần rồi chú? Nhiều lần lắm rồi. Nhiều lần hả? Ghé thăm mộ bà già, ông già trên đây nè. Dạ. Hôm nay chú có nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu của chú Vũ Linh không chú? 101, 102. Lẽ 2. Đây nè, có YouTube không nè. Cô có bao giờ không? Ở đây không có về nhà. Nhà không có hả? Quấn vô đây. Quấn vô Di Minh là được rồi cô. Nào chữ rồi. Chữ của cô nhỏ dữ, không thấy đường luôn á. Ừ. Nhà cô. Ô, cái cô không có mạng mà cô. Không có mạng, Di Minh Vlog là vô cô. Dạ, trên vô tiếng là. Dạ. Có ha. Thì cô bấm ở ngoài vô đó thôi, nhập vô thôi, Di Minh Vlog thôi là được. À, giống như tivi thôi. Đó, cô bấm vô cái chữ đăng ký. Đây, quyển kinh này là. Quyển kinh này đọc hay lắm nè chị. Tưởng đâu em đợi chị đỡ cho em ngồi đọc kinh chứ. Chị tưởng đâu em đợi chị đỡ cho em ngồi đọc kinh chứ. Nói giỡn chị á, quý chú chị không? Thôi thì Di Minh sẽ. Ê, mình đọc khúc nó quý gì vậy? Dạ. Dạ dạ, chắc Di Minh phải thỉnh cái này và Di Minh sẽ đọc hồi hướng mỗi ngày cho chú để chú nghe quý anh chị. Mà chắc Di Minh phải đọc, nhiều khi phải đọc ngoài luôn quý anh chị ơi. Đi mình đọc một khúc nữa cho bà con xem, càng đọc càng ấy quý anh chị nè. Thánh Nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi
Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến. Thân mẫu tôi hiệu là Diệt Đế Lợi. Vô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước gia lành, cúng dường chùa Pháp, thờ Đức Giác Hoa Định, tự tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thác sanh cả. Ồ, rất là hay luôn quý cô chú anh chị ơi. Chắc là Duy Minh cũng phải thỉnh một cái biển này về quý cô chú anh chị ơi. Đó, thật sự luôn. Ủa, đâu hết rồi? Cái kinh này á, là có 30 quyển kinh, là kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi hướng cho chú. Nếu mà gì vậy? Cái gì vậy? Đó, cái kinh này là mình muốn thỉnh về mình thỉnh, nếu mà yêu quý chú thì thỉnh về nhà đọc cũng được, nhưng mà phải chừa lại đây một cuốn để là anh em tới đọc không uống chị. Vì mình cũng phải thỉnh một cuốn luôn, cuốn này thôi để thỉnh cuốn này luôn. Đó, để vì mình là đốt đứa thuốc cho chú rồi thỉnh luôn quý của chú chị ơi. Thỉnh em biết để có ai thỉnh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vậy là có ai thỉnh hết 2 cuốn rồi quý của chú chị. Đó, vì mình thỉnh một cuốn nữa là 3 cuốn ha. À, đốt cái thuốc của anh chị ạ. Quang video đến đây à, Duy Minh cũng xin kết thúc từ quý cô chú anh chị á. À, để chiều nay mình sẽ chuẩn bị một cái video tiếp theo là thắp hương cho chú ha, quý cô chú anh chị. À, giờ bà con thấy video hay và những cái kinh này có sức hút gì ở quý cô chú anh chị, nó thật sự rất là tuyệt vời luôn, đọc rất là hay và có ý nghĩa. Kinh là kinh hồi hướng cho chú ha. À, bà con cô bác để có biết những cái kinh này không thì có thể là đợi những comment bình luận ha quý cô chú anh chị cho Duy Minh biết ha. Giờ Duy Minh cũng xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ha quý chú anh chị.